với tỷ số 3-0, đội Bắc Ninh thắng cuộc. Sau thời gian nghỉ 2 phút sẽ diễn ra trận bán kết 1. Sau thời gian nghỉ 2 phút sẽ diễn ra trận tứ kết quân đội AK Bắc Ninh AO. Mời huấn luyện viên hai đơn vị quân đội và Bắc Ninh nộp đăng ký thi đấu. Mời huấn luyện viên quân đội và Bắc Ninh nộp đăng ký thi đấu nội dung Kumite đồng đội nam 18-22 tại xã. Mời lần thứ hai huấn luyện viên đơn vị quân đội.
Hey! 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 H
Mời hai đội tập trung để tập tay công bố. Với tỷ số 3-2 đội Bình Dương thắng cuộc. Tiếp theo là trận